Phân diện đời sự huynh tập 16. Không đúng lắm. Kiên ý mạnh quá. Hóa ra Tiêu Kỳ Cà đã trở nên lợi hại như vậy. Trong nguyên tắc thì công tước tri thù này cao ngạo tự phụ, không đặt bất kỳ một phàm nhân nào trong mắt. Dù đối phương mạnh hơn bản thân thì cũng không hề nào đúng. Khi tám đại ma môn chính thức tấn công, tên này thân là người công cụ tự tin không có não tàng kinh nghiệm, cũng là tên đầu tiên Diệp Thần giết. Sau đó con liên hóa yêu đàn của hắn lại có được cơ thể vàng độc bất xâm, đặt tiêu đề cho sự làm màu sau này. Sao đến chỗ mình lại nhát gan bỏ chạy vậy? À Huyền Nhi à, xem ra đã đến lúc chúng ta rời khỏi thành, thăm dò thực hư chuyện ma môn rồi. Nếu Mùi đứng về phía Tiêu Ca Ca. Đáng sợ thật đấy, tu sĩ pháp tướng cảnh còn vậy mà lại có kiếm ý thuận tuy dù sông như vậy. Nói như khi nãy mà cùng cứng rắn nhận lấy một kiếm này, sợ ra đã thần chết hồn bị diệt, trở thành túi kinh nghiệm rồi. Trước tiên thì nữ vương bắt cảnh tù hú chiếm tổ, mà bây giờ lại có tu sĩ pháp tướng cảnh mạnh đến mức mà phạm vi cốt truyện này đã lệch hắn rồi. Nhiệm vụ xâm nhập Phong Yên Thành lần này được phân binh thất bại, bạn sắp chịu trừng phạt điềm tiến hóa giảm 200 điểm. Hình thái của bạn tuy không thay đổi nhưng mà cảnh giới lại hơi xuống một đoạn nhỏ, trước mắt thì pháp tướng cảnh trung kỳ. Viên giải thích thưởng phạt cuối cùng lại thuộc về bản hệ thống, hệ thống nuốt chửng dị thú. Á đù, lão tử khó khăn lắm mới kiếm được có 200 điểm tiến hóa, trước mắt thì phải tiến hóa tới hình thái tiếp theo, vậy mà ngươi lại trừ điểm của ta. Người khá tùy xuyên không, đều là thanh kiếu mà đẹp trai nhiều tiền. Có tệ hơn thì cũng giống như là nam chính Diệp Thần, vô dụng giả tạo mang thêm một lão già già. Ta thì sao chứ, mọ nó chứ, ta xuyên không thành một con nhện, vừa mở đầu đã có cái mẻ gì đâu. Tiến hóa tồn bò ho, dựa vào nuốt chửng ta dễ dàng lắm hay chắc chứ. Ta không phải vừa mới sinh ra đã là một con nhện. Ta của kiếp trước tên là Trường Già Văn, là một cuốn sách đột nhiên xuất hiện từ trên trời đập trúng. Cuốn sách này tên là Đế Tôn, viết ra một mẫu câu chuyện lại lơ thơ xảy ra trong thế giới huyền huyễn. Đáng tiếc kẻ yêu thích văn học tình yêu thuần khiết là ta đây, lại được xem hơn 30 vạn chữ đập bỏ so cuốn sách. Thật là không ngờ, ta đây xuyên không vào cái thế giới trong sách. Không chỉ như vậy mà còn có một hệ thống thần kỳ, hệ thống gọi là nuốt chửng dị thú. Mở đầu là một con nhện, thăng cấp toàn dựa vào nuốt chửng. Ta đây đi theo quỹ đạo của cuộc đời công thức dị thú trong nguyên tắc, từ một con nhện con một đường chém chết nuốt chửng linh điểu côn trùng, thuận lợi trở thành hùng thú vương pháp tướng cảnh, giống hệt với cốt truyện nguyên tắc. Nam hắn 30 tuổi gặp phải tông chủ và cực tông Ngô Bá Thiền, được mời vào ta cực tông, nhưng ta đã quyết từ chối. Theo như cốt truyện mà ta đã hiểu được lúc này thì năm chính Diệp Thần đã vào thành Lam Tông, mà ta cực tông sẽ là bia đỡ đạn đầu tiên trong đại chiến ma lần này. Ta muốn rời khỏi tuyến cốt truyện chính, âm thầm nuốt chửng tích lũy sức mạnh, cuối cùng trở thành thái cổ cồn quỷ hủy thiên diệt địa. Nhưng mà thật không ngờ rằng nhân vật chính trong nguyên tắc Bát Xuyên Tây Tử Diệp Thần lại bị người ta chém đứt cánh tay, đánh thành phế nhân trên ngũ mạch hồi võ. Người đánh hắn bị thương vậy mà lại là một phản diện lâu la cực kỳ bình thường trong nguyên tắc, tên là Lâm Tiêu. Chuyện này đã hoàn toàn làm trái với cốt truyện rồi. Nếu như khí vận của nhân vật chính đã bắt đầu không ổn định thì thân thể bất bại lại bị một lâu la đánh phá, vậy thì có một khả năng sẽ đến lượt bản trì thủ ta đây đứng lên cướp lấy cơ duyên thuộc về nhân vật chính hay không. Thế là ta đã tìm được Ngô Bá Thiện, vui vẻ chấp nhận lời mời trở thành phó tổng chủ của cực tông. Tất cả tiếp theo lại lần nữa trở về quỹ đạo chính. Thế là Bắc Cảnh nữ đế Vương Diệp Huyền Nhi lại vượt qua Bắc Cảnh Trường Thành tới Đông Vực và chiếm lĩnh phòng Thạch Yên Thành trước. Trong thành còn đột nhiên xuất hiện một yêu nghiệt kiếm đạo nghịch thiền. Nhưng mà cốt truyện ta nắm được chẳng qua cũng chỉ là đến tuyến thời gian tám đại môn mà xâm nhập. Bây giờ cốt truyện lại lần nữa xảy ra thay đổi, sợ là thế giới này sắp xuất hiện một cái loại mà phá hủy ở trình độ nào đó. Ta vẫn định là tiếp tục sống tạm bợ thằng cấp đi tốc hơn,
làm ra một mớ hỗn độn để cho người ta không thể chơi được nữa. Bạn nhận được nhiệm vụ chinh tiên mới. Bạn nhận được nhiệm vụ chinh tiên mới, nội dung nhiệm vụ giết nam chính Diệp Thần. Phần thưởng nhiệm vụ 2.000 điểm tiên hóa. Có thể nhiệm vụ khiêu chiến giết nữ chính Diệp Huyền Nhi, độ khó 12 sao. Một khi tiếp nhận nhiệm vụ khiêu chiến, ký chủ nhất định phải hoàn thành trong vòng 24 giờ, hoặc là sẽ phải chịu trừng phạt. Ngoài ra, tiếp nhận nhiệm vụ khiêu chiến sẽ khiến cho bạn trực tiếp thăng cấp lên giai đoạn tiếp theo. Thám hải liệt ma cựu tích. Xin hỏi, ký chủ có muốn tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Ta tiếp nhận, đó sức mạnh một phen, sẽ đạp biến thành tàu sông bay. Chết chật, không hổ là cựu tích của thế giới huyền huyễn, chim sẽ ăn đế. Nếu đã là thám hải cựu tích, vậy thì thử trình độ lạnh của thân thể hoàn toàn mới này chưa đại. Tại Phong Yên Thành, gần cửa thành. Huyền Nhi, muội trong thành đợi huynh trước là được, hà tất gì phải đích thân theo tới đây. Bây giờ muội đã là nơi vườn bắc cảnh, trong thành còn có nhiều thần quân như vậy, cần muội trấn thủ chỉ huy quân đội. À không, thân phận bây giờ của muội là tiểu bất điểm ca của tiểu ca ca. Tiểu ca ca, chúng ta đã 14 năm không gặp. Huyền Nhi thật sự rất nhớ nhung huynh có từ gian năm đó, đi theo huynh vô lo, vui chơi khắp nơi. Có điều bây giờ chúng ta không phải là đi vui chơi, mà là đi tiêu diệt thế vật tà ác tà tổng ở xung quanh. Huynh điều tra ra được cứ điểm của đám người trong ma môn này trước, rồi muội phái đại quân quay quét. Như vậy thì không phải tốt hơn hay sao? Thì cũng có đạo lý, nhưng mà Huyền Nhi lo lắng cho huynh. Tiêu ca ca, là huynh không biết thực lực hiện tại của Huyền Nhi đúng không? Mọi cảm thấy tiêu ca ca huynh rất yếu hay sao? Rất mạnh, có thể nói là mạnh hơn tất cả kiếm tù mà mỗi đã từng gặp ở kiếp này. Mùi quá khen rồi. Huyền Nhi, Huyền Nhi, mỗi muốn đi đâu, mỗi đợi ca ca với. Bây giờ huynh đã khác xưa, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ mũi. Diệp Tế Tự, không phải hôm nay, hôm qua cô đã nói rất rõ với ngươi rồi sao? Nếu mà tình nghĩa ngày xưa và phụ thân đã qua cố, ta có thể tạm thời giữ người trong quần, nhưng mà những chuyện khác không liên quan tới người. Lâm Tiêu, người quá đỡ tiền rồi. Rốt cuộc người đã hạ hồn mơ thuốc thang gì với mùi mùi ta? Có bản lĩnh thì nhắm đến ta đi. Không thở đường độc ra tay, phải đưa vào tình cảm để cảm hóa, phát động tấn công tinh thần. Huyền Nhi muội có còn nhớ vật này không? Lúc nhỏ muội muốn đùi bông tai này của mẫu thần không cho, nói vật này không may mắn, cuối cùng vẫn là ca ca trộm đi từ chỗ mẫu thần. Lúc đó muội cực kỳ cảm động đeo nó một lúc, rồi lo lắng quên bị mẫu thần trách phạt, nên đã cờ quên trả lại. Sau này mẫu thần đã dùng hòa pháp. Huynh đã cắn răng chịu không buồn nói là huynh đã làm mất bông tai, nhưng vẫn lén lút lại đổi bông tai này. Đây là tặng cho mùi đó. Bây giờ, mùi đã nhớ lại tình cảm của cà cà đối với mùi chưa? Diệp Thần, đừng lừa gạt bản thân. Người yêu vĩnh viễn chỉ có bản thân người. Nếu chứ có một ngày cho người một cơ hội bán cô đồ lấy một cơ duyên nghịch thiền, ác hẳn người sẽ không chớp mắt mà đồng ý. Chuyện này, thần tướng quân chúng ta đi thôi. Huyền Nhi, Huyền Nhi à, mùi không thể đối với huynh như vậy. Huyền Nhi à, mùi đừng có đi. Không có mùi cà cà sống thế nào đây, Huyền Nhi? Lâm Tiêu, tất cả chuyện này đều là do ngươi ép ta. Ta phải giết chết hết sự tồn sư mùi của ngươi, khiến cho ngươi cũng nếm thử hương vị người thân ly tán. Đến khi âm dương nghịch loạn, dân ma huyết của ta nhuộm máu trời sinh. Chắc là chỗ này rồi. Tiêu ca ca, yêu khí đến bên cạnh con suối này đã bị cắt ngang rồi. Lẽ nào như nhiệt của ta cực tòng đang ẩn giấu ở bên kia con suối, hạ quý các đức khí tức của bản thượng? Theo như lá thượng thì chắc là như vậy. Nhưng mà công trước ti thù đó sẽ còn chết nhát mà trông đi. Như vậy mới đúng. Hả? Cẩn thận. Trong hồ là cái gì mà? Một bảo vệ nữ vương bị hạ. Quái vật này trốn ở trong hồ không ra ngoài, rất gian xảo.
Để rồi lui xuống hết đi. Đỡ người chuyên nghiệp làm. Tiêu ca ca, mùi hộ pháp cho huynh. Không cần đâu. Mất một tên tiếp riêu mà thôi. Những năm này cựu tích cũng có thể trở thành yêu sao? Yêu thú đã lên bờ rồi. Hồi giá hồi giá. Không cần hộ hộ. Tên này đã bị áp lực nữa đã ngất rồi. Bây giờ còn đang lờ đờ. Người, bản tọa sớm đã bố trí yêu chướng kết giới. Người có thể tìm ra bổn tọa. Yêu chướng kết giới cái rắm gì? Nói cho người biết là sông đời do ta đầy quản. Nói, người thuộc về đơn vị nào? Hờ Tam Ca Múi trải qua một lần rèn luyện. Độ phù hợp thân cách A thần của bạn tăng 1%. Chớp mắt 6%. Hệ thống cài mũi. Bạn đã bắt được một luân hồi giả tới từ một thời gian khác. Giá trị khí vận kế này là màu lục, bạch lục lam, thanh tử kim hồng. Trước mắt thì bạn có hai sự lựa chọn. Một, diệt trạch hắn. Thân là thiên mệnh trùm phán diện, bạn sẽ cướp đồ hết tất cả tài nguyên của đối phương. Hai, tạm thời phóng sinh, không có bất kỳ một phần thưởng nào. Hả? Cái thứ gì vậy mà hay là luân hồi giả ư? Luân hồi giả. Dựa theo giải thích của hệ thống thì tên này giống với mình, không hề thuộc về thế giới này. Hắn là người xuyên không sao? Phải giết hắn ngay bây giờ. Có lẽ vừa hay mình có thể lợi dụng người công cụ này khiến cho Huyền Nhi hoàn toàn nhìn ra bản tính của Diệp Thần. Quanh mùi quyết liệt, giới hạn lớn nhất đã kích khí vận của tên Diệp Thần đó. Nếu rồi, tiền già tạm thời sẽ tốt phục người, coi như là thú cưng. Khốn kiếp, đại gia ta là phó tông chủ của Tà Cực Tông. Người lại muốn làm ta là thú cưng cho ngươi. Cự tích vĩnh viễn không làm nô bộc. Không phải chứ. Một kiếm đã chỉnh đốn được yêu đại yêu đó. Đây là thủ đoạn của tiền nhân sao? Chẳng trách nữ vương bị hạ lại có người này trọng như vậy. Mình còn nhớ khi Tiêu Ca Ca được Hồng Lan Tiên Cô đưa vào mà môn hạ vào năm đó thì chưa hở tới tỉnh Linh Căn. Vậy mà bây giờ huynh ấy lại có thực lực nghịch thiên như vậy. 14 năm. Sợ là huynh ấy còn nỗ lực hơn mình rất nhiều. Cảm giác đùa riêng với Tiêu Ca Ca như vậy thật tốt. Hình như đã trở về mùa hè của 14 năm trước. À, mùi nói xem, mùi nói kìa. 14 năm, 2 tháng chúng ta cũng không ở đơn độc ở cùng nhau. Còn có sư tôn nhà ta nữa. Mùi không quan tâm. Lúc đó Hồng Lan Tiên Cô không muốn chơi với cái đám con nít như chúng ta. Vì vậy khoảng thời gian đó chính là buổi hẹn hò của hai người Mùi Mùi và Ca Ca. Tiêu Ca Ca, huynh có biết không? 14 năm này bất luận là Mùi có được thành tựu đột phá thế nào, thì trong lòng từ đầu đến cuối cũng không hề thực sự vui vẻ. Dù là khi chinh phục Bạc Cảnh có vạn tộc trong tay, đăng cơ làm nữ vương, sự vui vẻ trong lòng cũng không bằng ngày sau khi huynh cứu được Huyền Nhi và mua kẹo hù lố cho Mùi. Ngon quá đi mất. Nói như vậy đã có hơi thèm rồi. Nhớ những chuyện này làm gì chứ? Đã qua cả rồi. Bây giờ Mùi đã là Bát Cảnh nữ vương cao quý vô thượng. Tiêu Ca Ca, có vị huynh cảm thấy cái này Mùi nấu hơi quá cô trường là đang lừa huynh hay không? Không hờ. Tiêu Ca Ca chỉ cảm thấy Mùi vẫn đáng yêu như hồi nhỏ. Vậy sao? Cô à không. Những năm này Huyền Nhi chinh chiến Bát Cảnh, thu hạ bên cạnh gần như đều là nam tử. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được hẹn là dưới thường đấy. Để rồi, nếu như Mùi thích thì sau này khi chúng ta ở cạnh nhau, Ca Ca ngày nào cũng kháng Mùi. Nghe Tiêu Ca Ca nói như vậy, nghĩa là sau này Quỳnh không thở thường xuyên ở bên cạnh Huy Nhi có đúng không? Quả nhiên là giống như Mùi nghĩ. Nhưng năm nay Tiêu Ca Ca thành lành tổng đã có nữ tử mà Quỳnh thích chưa? Chuyện này, Mùi biết ngay mà. Nam nhân dịu dàng lương thiện, dung mạo phỏng mạnh tuyệt vời như Tiêu Ca Ca. Bên cạnh nhất định là có không ít người theo đuổi. À. Đi rồi Tiêu Ca Ca, đừng làm vẻ mặt như vậy nữa. Khi nãy Huy Nhi cũng chỉ là hỏi mà thôi. Chỉ cho cùng thì những năm này, người vẫn luôn bầu bạn bên cạnh Tiêu Ca Ca. Không phải Muội. Trong lòng Tiêu Ca Ca cũng coi Huy Nhi là Muội Muội. Mùi đã rất thấy đủ rồi. Còn về nụ hôn đó thì Nhi cũng sẽ coi như là huynh thưởng lâu ngày không gặp Mùi Mùi. Nhất thời cao hứng, ôm mà thôi.
Nếu như không chịu trách nhiệm, vậy hả chẳng phải giống với sự tồn sao? Là mổ ta, là chàng trai ấm áp trời sinh, sao có thể học theo cái kiểu mà mặc quần lên là không nhận người giống như Tiêu Hồng Lan được chứ? Huy Nhi, nụ hôn đó hết tiêu cà cà là nghiêm túc. Lan Tiêu, người không làm sai, giống như là Tô Sư Bá đã nói, người chỉ là muốn hy sinh bản thân lấy lòng những thứ nhân vật là thật lòng thích ngươi mà thôi. Nè nè nè, hai cái tên tiểu quỷ thối nhà ngươi còn không muốn buồn ra cho bản tỏa. Nếu như tông chủ nhà ta Ngô Bá Thiên chết tại đây thì ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. À đúng rồi ha, quên bén mất cái tên này luôn. Ngươi là muốn làm gì? Chia ca ca, bây giờ không ai làm phiền nữa rồi. Chúng ta lại làm nào? Vì gì? Ca ca nghe nói mọi người đều gặp phải một con thủy quái, mũi không bị thương chưa? Các người, Huy Nhi, mỗi mũi vậy mà lại ở cùng với cái tên tập trung này, hơn nữa còn là mũi chủ động. Không, mũi đây là đang dùng dao cướp vào tim của từng ca ca đấy, bây giờ đau đau quá luôn. Huy Nhi, tại sao mũi lại đắm mình trong trị lạc như vậy? Tiêu ca ca, chúng ta dừng lại chưa đã, bị hắn nhìn thấy cảm giác xấu hổ chết đi được. Đừng có quan tâm Huy Nhi. Nếu như thích Tiêu ca ca thì hãy chủ động một chút. Hoàng Quỳnh có được không? Đừng nhìn tên này nữa. Nếu như thích Tiêu ca ca thì chủ động hôn một chút. Hoàng Quỳnh có được không? Mọi nghe lời Tiêu ca ca. Như vậy là đúng rồi. Hệ thống ca muối. Chúc mừng bạn đã tạo thành bao kích gấp đôi với thiên mệnh chi tử, khiến cho giá trị khí vận của hắn giảm xuống 2.200 điểm. Màu sắc khí vận làm đậm xuống lam nhạt. Bạn nhận được phần thưởng phản diện Thái Âm Huyền Xá Thể, thể chất lô định đỉnh cao của chư thiên vạn giới. Người có thể chất này thì tốc độ tu luyện kinh người, hơn nữa còn có thể bỏ qua sự ngăn cản của hồn vàng, thời gian di chuyển của tất cả bản nguyện, bất tận cho đạo lữ. Phần thưởng lần này là phần thưởng kim sắc, bằng cấp phần thưởng bạch lục lam tử kim hồng. Hay lắm, là trực tiếp đã áp tận 2.200 điểm khí vận của cái tên diệt thần này. Chuyện này sợ là đã nhổ luồn cái mái tóc giả ra ngoài rồi. Quả nhiên người đầu trầu mới là thần vĩnh viễn. Lâm Tiêu, hôm nay bản thế tử nhất định phải lấy cái mạng chó của người, thần tiên cũng không thể nào cứu được người. Tiêu ca ca, quên tạm thời tránh đi, khí tức của người trên người hắn không phải chính cũng không phải tà, rất kỳ quái mạnh mẽ. Huy Nhi mùi mùi, nếu như mùi thật sự muốn có tương lai với Quỳnh, đừng ngại vì tìm hiểu Quỳnh ngay bây giờ có được không? Vơ nát đi, kính hòa thủy nguyệt. Thật sự là cười rất hàm. Lâm Tiêu, chỉ dựa vào bản mệnh tiên kiếm yếu ớt này của người mà cũng muốn thắt ác ưng là sát trong tay bản thế tử sao? Cũng được, nỗi nhục ở ngũ mạch hồi võ cũng đã đến lúc bản thế tử đùi lại rồi. Chết rồi, Lâm Tiêu đã chết rồi, ta cuối cùng đã giết chết được cái tên đáng ghét này rồi. Thật lão, ông nhìn thấy chưa, đấy chính là cái tên mà ông vẫn luôn kiêng dè đấy, ở trước mặt thiên mệnh chi tử tại đây thật sự lại không chịu nổ một đòn. Tên trộm cướp được cơ duyên này đã chết rồi, từ nay về sau Diệp Vô Địch ta sẽ trở về cái vị trí chí cao của thiên mệnh chi tử, trên trời dưới đất mình trên ta chính là nhất. Trở về rồi, cái loại cảm giác của ta vô địch, mình ta độc tôn trở về rồi. Huy Nhi, cái tên khốn kiếp mơ hoạt muội giống người vào đường rẽ đã không còn ở đây nữa rồi. Bây giờ ấy à, quên muội chúng ta có thể trở về như khi còn nhỏ, thân mật không có khoảng cách rồi. Huy Nhi, muội từ trú mình lại là muốn ta tôi với ca ca sao? Ấy da, muội là tâm can bợ bối của thần ca ca, sao có thể nhận tâm trách muội chưa? Tất cả đều là lỗi của cái tên tiểu tốt Lâm Tiêu đó, không phải lỗi của muội. Tới đi, để chúng ta ôm chặt lấy nhau giống như là khi còn nhỏ nào. Huy Nhi, ca ca thực sự rất nhớ muội. Muội có biết không, những năm nay ca ca từ đại chủ một đường dưới tới đông vực,
Vô số nữ tử xinh đẹp muốn lao vào lòng ta, nhưng mà Kaka không hề động lòng. Từng đến miền lợn khó có gì có thể gọi là nước, trừ mấy rực rỡ chốn vù sơn chẳng có gì đáng gọi là mây. Bởi vì trong lòng Kaka chỉ có muội. Đêm nay, hãy để muội huynh, chúng ta hoàn toàn dung hợp lại với nhau thành một và trở thành ở trở lại bên trong có được không? Xin lỗi nhà Huy Nhi, đây chính là lần cuối cùng rồi. Trên thực tế, ủa, hắn là đang làm cái gì vậy? Hắn đã trúng linh kiếm kỹ kính hòa thúy nghiệp của ta, bị thôi miên hoàn toàn rồi, giống như là những gì mọi người đã nghe thấy khi nãy. Dưới ảo giác tinh thần của thôi miên, hắn đã giải phóng ra tình cảm được đè nén ở sâu trong đáy lòng. Coi con cự tích đó là muội. Ác hẳn thì mọi con đã nhìn thấy Diệp Thần. Này là cái loại người như thế nào rồi? Chúng ta đi thôi, đừng có làm bận mắt. Tiêu ca ca, mùi đột nhiên muốn khóc quá. Mùi thực sự không ngờ các cá ruột cùng mùi lớn lên từ nhỏ lại là một tên ác mà trong đầu chứa đầy suy nghĩ bẩn thỉu như vậy. Mùi rất hận, hận thời niên thiếu có mắt như mù. Coi một kẻ như vậy là tấm gương của mình. Mùi hận bản thân đã cùng hắn là người có Diệp gia. Huy Nhi à, thật ra mùi có từng suy nghĩ tới. Mùi của hắn căn bản không phải là ruột. Mà thôi đi, à, có những chuyện sau này Tiêu Cà Cà sẽ nói với mùi. Chúc mừng ký chủ, bạn đã gián tiếp di chích luân hồi giả thần hải liệp ma cự tích. Trường gia vườn, khí vận màu lục. Bạn nhận được phần thưởng trong phán diện, địa an chiều hồn phiên ít một, và bảo trung phẩm bậc thiền. Giật này ngưng tụ ra thì ma sát khí ở nơi sâu nhất trong địa mạch. Là có thể là mời chào cô hồn đạo quỷ để cho bản thân sử dụng. Chú ý, thời gian tụ trên tu vi của đối phương mới chào thì tu vi của ký chủ pháp tướng cảnh đỉnh phòng bất minh tôn thiên tiền cộng level 2 của bạn đã trải qua một phen nỗ lực và đã thành công luyện hóa yêu đàn thất kiếp độc tầm. Bạn đã nhận được thuộc tính bản nguyên vạn độc bất xâm chi tiết. Vậy nhai mà cơ tích cứ như vậy mà chết rồi sao? Không phải là bị Diệp Thần? Ui Diệp Thần à, cùng mò nữa chứ. Người thực sự là quá vô hành sát cuộn nhà người ta rồi đấy nhờ. Lâm mô tà, nguyện gọi ngươi là chiến thần mạnh nhất mặt đất. Kiếp sau, chuyện thế đi uống nước sông Hàn đi. Có điều này đi cũng phải nói lại. Câu hệ thống này quả nhiên là không gạt mình. Chỉ cần di chích luân hồi giả sẽ đổi được phần thưởng phản diện. Hơn nữa, còn hấp thu được thứ tinh hoa nhất trong cơ thể họ. Cũng không đúng. Mà thất kiếp độc tâm không có trong nguyên tác là nội năng của phó thống chủ tại cực tổng công tước tri thù đó sao? Lấy nào có cự tích đó chính là công tước tri thù đó. Nếu như có thể xuất hiện được một luân hồi giả, vậy thì trên thế giới này còn có luân hồi giả khác không? Những luân hồi giả này so với thiên mệnh trầm phán dị như mình vì cách quài cao hơn đây. Chúc mừng ghi chủ, bạn đã thành công các đức cười diện của thiên mệnh chi tử Diệt Thần. Thất kiếp độc tầm khiến cho giá trị khí vận giảm xuống 700 điểm. Màu sắc khí vận duy trì ở màu xanh nhạt, không thay đổi. Bạn đã nhận được phần thưởng phản diện đổi anh đàn. Bảo đàn nhất phẩm, ngưng tụ trên địa chi khí, đã được một tia tạo hóa. Đàn này là có thể tăng xác suất, khiến cho ta càng ngày càng thuận lợi đột phá nguyên anh kỳ và có tỷ lệ nhất định ngưng tụ thành cựu sắc nguyên anh. Ở giai đoạn phá đạt thành nguyên anh, dựa theo lực đả kích lần này, đẳng cấp phần thưởng lần này là thành sắc. Bồi anh đáng, đây là đồ tốt đấy nha. Huyết ma phùng ấn, tương đương với cốt truyện giết, căn bản không cỡ nào ngăn cản. Cho dù mình đã dùng một cỡ, bình định được 8 đại ma môn, sớm muộn gì cũng phải tác chiến chính diện đại bốt này. Xem ra, chuyến này trở về thì cũng là lúc bước vào nghiền hành cảnh để nâng cao thực lực rồi. Thiệt ca ca, sao vậy? Chuyện gì mà vui thế? Huy Nhi, dáng vẻ bây giờ của muội không giống nữ vương lắm đâu. Vậy giống cái gì nào? Là biến thành bé mít ướt như khi còn nhỏ sao? Muội không còn muốn khóc đâu, nhưng mà nước mắt cứ mãi không ngừng. Huy Nhi quá xấu hổ rồi. Không có đâu, bây giờ muội càng giống như kiều nữ tử mà Tiêu Ca thích.
Cùng lúc đó, Đồ Nhi bái kiến Sư Tôn Đại Nhân. Thế rồi, nếu như mà vì sự đã ở phụng Đồng Phủ Điện Tự, triệu kiến ba người các con thì không cần hành lễ. Trên sự thật, từ khi vì sự nhận bốn người các con làm đệ tử thân truyền, thì trong lòng sớm đã coi các con như người nhà. Vì vậy hôm nay, chúng ta sẽ đóng cửa lại, nói chuyện ngày thường ở nhà. Mấy ngày, nhớ đầu các con cứ nói chuyện thoải mái, không cần phải cẩn thận, biết chưa? Chuyện này, Đô Nhi đã hiểu rồi. Sư Tôn, người thật là nữ tính. Và thân hình này của Sư Tôn, chỗ cân nở thì rất nở, chỗ cân nhỏ thì rất nhỏ. Đúng là hoàng mỹ hấp thụ ưu điểm của Hậu Dung Tỷ Tỷ và Tổ sư Bá. Cực kỳ phù hợp, nếu như mình cũng đẹp giống như vậy thì Đại sư Huynh sẽ chủ động hơn đúng không? Trời ơi, lúc này mà lại thầm muốn bóp thân thể của Sư Tôn, mình thực sự lại quá đại nghịch bất đạo rồi. Để rồi, nó vấn đề chính của ba người các con đi. Cảm giác Đại sư Huynh nhà các con thế nào? Thân là Sư Tôn, ta sớm đã phát hiện ra ba đồ đệ các con đều có tình cảm nam nữ đối với Tiểu Nhi. Ta đã quyết định là một Sư Tôn thật tốt, vậy thì sẽ có nghĩa vụ chọn một đạo lựa thích hợp cho Tiểu Nhi. Cái gọi là nước phù sa không chỉ ra ruộng ngoài. Cái Tiểu Nhi kết hợp với một trong ba đồ nhi thì tốt hơn thằng bé bị đệ tử của Sư Tỷ sát vách. Chút yên lệnh cướp đi có đúng không? Không thể nghĩ lộn tùng. Tiểu Nhi là đồ nhi của mình, không phải là vật thuộc vào mình. Thằng bé có được hạnh phúc của thằng bé, sao mình có thể dựa vào thân phận của trường bối đã can thiệp? Còn về nụ hôn ngày hôm đó, cứ coi như là mình vào năm 18 tuổi, đã vượt thời không tí tí một lần đi. Đại sư Huynh dịu dàng lương thiện, tính tình rính trực, chăm sóc tốt cho chúng sư muội tụi con. Trước đó lại biểu thị tình yêu đối với Hữu Dung, vì vậy, Hữu Dung có thể chắc chắn rằng nối với Sư Tôn và các vị sư muội con và Đại sư Huynh là tình đầu ý hợp. Anh, con nói xem Đại sư Huynh trong lòng còn có ấn tượng gì? Hồi lời Sư Tôn, Đại sư Huynh rất lớn. Hả? Kia này thì anh nghe không hiểu ý của Sư Tôn Đại Nhân. Nếu như nhắc đến Đại sư Huynh làm người thế nào, thì anh cảm thấy Đại sư Huynh là một trường bối rất đáng tin cậy. Hai vị sư tỷ còn có Sư Tôn, các người chắc đều không biết đâu nhỉ. Chỉ có bản thân anh biết là được rồi. Đại sư Huynh anh ấy thực sự rất lợi hại. Xem ra anh thực sự chỉ có Đại sư Huynh là trưởng bối mà thôi. Trưởng tỷ như mẹ. Nếu như mà sau này mình thành thân với Đại sư Huynh thì cũng có thể quan tâm như thường người ấy thêm một chút. Để rồi vì con nói xem, trong mắt con Đại sư Huynh là người thế nào? Đứa trẻ ấu vi này từ nhỏ tới lớn thì luôn luôn nghĩ cho người khác. Có ước ước gì cũng đều chôn giấu trong lòng. Đừng nói là ta, ngay cả vì âm thánh thân cận nhất của con bé cũng không biết trong lòng con bé rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Bà đi, chính là vì con bé trì thừ đạt lễ, dịu dàng chịu đáo nó không chừng, thì con bé mới là ứng cử viên đạo lực thích hợp nhất với Tiểu Nhi. Ơi bẩm Sư Tôn, dáng vẻ của Đại sư Huynh trong mắt vì vậy có thể không giống với những người khác. Những chi này đều là còn nói, Đại sư Huynh ở trong lòng còn là dáng vẻ thế nào? Lương thiền ấm áp mà khi nãy sư tỷ và sư muội đã nói, Âu Vi sẽ không nhắc lại nữa. Thế nhờ Âu Vi thì bản tính của Đại sư Huynh là một người cực kỳ đáng yêu. Huynh ấy hiểu rõ sự đời lại không cùng khéo, rất có tình thú nhưng lại không hợp tập kém. Thì thoảng thì lại có một vài hành động kỳ lạ nhưng tuyệt đối không vượt quá cùng phép, không mất đi phong phạm của quân tử. Điểm quan trọng nhất là huynh ấy cứng miệng mềm lòng, trên miệng lúc nào cũng cằn nhằn, dùng một vài ngôn ngữ quá mùa kỳ lạ, oán trách với nhiều người khác. Nhưng mà trên thực tế, mỗi khi thời khắc quan trọng, huynh ấy vẫn luôn thỏa đáng chăm sóc quan tâm mỗi vị sư muội. Như vậy thì người hai mặt tri thức hành động không giống nhau, bề ngoài thì rất vinh váo nhưng trong lòng lại dịu dàng lương thiện, lấy nào không đáng yêu sao? Đúng, nói đúng lắm. Vì sự cảm thấy Đại sư Huynh nhà các con có tính cách cực kỳ đáng yêu, chỉ có điều vì sự không đọc nhiều sách giống như lão vì con quá biết biểu đạt, đại khái ý giống như là con đã nói. Đúng rồi,
Người đáng yêu giống như là đại sư Quỳnh sợ là không có cô gái nào không thích đúng không? Ba nha đầu này nó cũng đúng. Tiểu tử này thật sự khiến cho nữ nhân gì thích. Suy cho cùng thì ta cũng... Suy cho cùng thì chắc vị sư tỷ xác vít của các con cũng có ý đối với thằng bé. Được rồi, vì sư đã nói thẳng, dụng ý triệu tập của các con tối hôm nay. Tới đây là vì sư muốn tìm cho đại sư huynh các con một đạo lữ sớm ngày kết hôn. Thủ tọa không hay rồi, khi nãy con làm theo lời thú của thủ tọa nói, đi mời Lâm thủ tịch, là phát hiện ra Lâm thủ tịch đã biến mất rồi. Không chỉ như vậy, mà huynh ấy còn để lại một bức thư nói huynh ấy vì suy nghĩ cho đại cục, một mình tới Phong Yên Thành, đi gặp nữ vương Bắc Hải. Cảnh còn núi là xin chủ tọa ngài yên tâm, huynh ấy tuyệt đối sẽ bình an vô sự trở về. Đúng là hàm hồ, ta nhất định phải bắt tiểu tử thối này về đây, giấu một trận mới được. Sư tôn, xin lại cho phép đồ nhi còn đi với cứu đại sư huynh. Đồ nhi cũng sẵn lòng. Vì sự, thân ngựa kiếm tới biên cảnh, toàn lực đều khiến chỉ mất 3 canh giờ. Nếu như đỡ các con chỉ sợ thời gian chậm trễ. Có điều nếu như các con sẵn lòng, thanh loan kiếm này của vị sự trái lại có thể đưa theo một người. Chuyện này... Sư tôn, anh rất nhớ đại sư huynh. Nếu như đại sư huynh gặp chuyện anh cũng không muốn sống nữa. Đại sư huynh thành thân với ai, anh không quan tâm, anh chỉ muốn huynh ấy trở về bình an. Sư tỷ, chi bằng, ta cũng có ý này. Để cho anh gặp đại sư huynh đi. Con bé chỉ là một đứa trẻ mà thôi, còn về ta và muội thì sau này trình đầu tiếp cũng không muộn. Đi rồi anh đừng khóc nữa, vì sư sẽ đưa con đi tìm đại sư huynh ngay. Yên tâm đi, đồ nhi của Tiêu Hồng Lan ta, họ mai có thể tốn thương thằng bé. Vâng 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 ạ, à. Đã cảm ơn sự tôn vạn tuế. Đại sư huynh, anh đương nhiên sẽ tin tưởng huynh không sao. Anh chỉ là muốn thoát khỏi ai vì sư tỷ đơn độc ở cùng với đại sư huynh mà thôi. Hơn nữa, đại sư huynh còn không biết sao, anh đã lấy cắt đi một phần của đôi tất lụa trắng. Nhất định huynh sẽ thích. Sao vậy Tiêu ca ca? Thật ngại quá, khi nãy đã mơ một giấc mơ thấy sư tôn tới tìm ta. Ngại quá Uy Nhi, đã vào trong thành rồi, huynh còn ngủ trên đùi của nữ vương Bát Cảnh làm muội, thật là thất lễ quá. Không sao đâu, ai quy định nữ vương bệ hạ là không thể bên cạnh người mình thích chưa? Tóm lại thì trước mặt người ngoài chúng ta vẫn chú ý một chút. Thật ra ta cảm thấy vậy thì chỉ khi có hai người chúng ta đứng đọc cùng nhau thì sao? Tiêu ca ca của cô, Tiêu ca ca Dường thiếu người dùng mà cô chuyển từ Bắc Cảnh tới rất lớn có phải không? Tạo nghiệp mà. Không ngờ dịp thần tại đường đường là thiên mệnh chi tử, lần đầu lại cho yêu vật cơ tẩm xấu xí này. Đậu xanh đó, còn là con đực nữa chứ. Lâm Tiêu, người lại sử dụng rượu đoạn đứa tiện như vậy, khiến cho ta mất sạch mặt mũi trước mặt Huy Nhi muội muội, người duy nhất ta đợi ý kiếp này. Đời này kiếp này giúp thần ta, không bấm ngươi thành trong mảnh, lột da rút hồn thì không làm người. Đã chết mà cái tên yêu vật đáng chết nhà người, đã chết rồi mà còn không quên gớ tởm bán tới tử có đúng không? Yêu vật ơi là yêu vật, Diệp thần ta không phải là cái loại người vô tình vô nghĩa. Hôm nay ngươi và ta bị kẻ gian làm hại, đã xảy ra chuyện nhục nhã như vậy, nếu như truyền ra ngoài đối với ta và người sau này lăn lộn tu hành giới đều là một chuyện nhục nhã không thể xóa sạch. Vì vậy bản thứ tử chỉ có thể giết người. Có điều người yên tâm đi, đều nói một ngày vợ chồng thì trong ngày, à không đúng, một ngày là huynh đệ thì cả đời là huynh đệ. Nếu như người và ta đã chung giường chung gối thì cũng coi như là ở huynh đệ mức độ nào đó. Bạn tự tuyệt nhất định sẽ chém đầu chó của tên Lâm Tiêu đó xuống cho người, báo thù cho người. À, cũng không biết là Huy Nhi lúc này thế nào rồi. Mình bị cái tên tiểu túc Lâm Tiêu đó tính kế, làm ra cái chuyện không chịu nổi như vậy. Chỉ sợ đời này muội ấy cũng khó mà tha thứ cho mình. Giết người,
Giết Tầm, giết ngươi với Tầm Lâm Tiêu, ngươi quá đứa tiện rồi. Một của bằng hữu của Quát Táo Hoàng Vũ Diệp Thần Vương. À đúng rồi, Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ tiền bối chắc không nhìn thấy chuyện này đâu nhỉ? Thạch lão từng nói chỉ cần mình không chủ động kích hoạt gì vật sống ở trong tàn hồn, thì người sâu sẽ không nhìn thấy góc nhìn của thế giới hiện thực. Viên Vật, ngươi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngươi theo dõi tự. Diệp Thế Tử, bây giờ người đã đạt được huyết ma đại nhân làm nghi tử, được lão nhân già người đích nhận đích thần sát phòng là tà hộ pháp của thiên ma âm môn ta. Thấy tới vị trí của thiên âm đồng tử cũng coi như là cấp cả trong ma môn của ta rồi. Vì vậy, có lẽ gì bán tọa của nơi thẳng. Ngươi có biết thất sát ma tầm ma huyết ma đại nhân cấy vào trong cơ thể của người, trừ giúp người hoàn thành đạo tâm chung ma, còn có dụng ý thứ hai hay không? Lão nhân già, ngươi có dụng ý gì?